Because we say so. Các bạn rất đặc biệt không phải bởi vì chúng tôi nói như vậy. You are special because God said so. Yes. Nhưng các bạn đặc biệt bởi vì chính Chúa nói các bạn đặc biệt. And I hope. Và tôi hy vọng rằng. Within your hearts. Trong lòng của các bạn. You're starting to feel that. Các bạn bắt đầu cảm nhận được rằng mình rất đặc biệt. And every day you get up. Để rồi mỗi buổi sáng các bạn thức dậy. We are not like other people. Thì chúng ta biết là mình không giống như những con người khác. We are not like other people. Chúng ta không giống như những người khác. We walk with God. Chúng ta đồng đi với Đức Chúa Trời. We have His heart. Chúng ta có tấm lòng của Ngài. We have His words. Chúng ta có lời của Ngài. We have His hands. Chúng ta có tay của Ngài. And the power of God is here. Và quyền phép của Chúa ở lại đây. To bring life. Để đem cho chúng ta sự and sống. To speak life. Và để phán ra lời sự to sống. To prophesy. Để nói tiên tri cho chúng ta. Into that which is dead. Nói tiên tri vào những thứ mà đang chết đi bring it back together again. Và đem cho tất cả những sự chết đó restore nhóm lại và phục hồi nó lại để cho nó trở nên trọn vẹn make it live again. Và hallelujah. Khiến cho nó được sống động trở lại. Hallelujah. 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 What wonderful people we are. Chúng ta thật là những con người tuyệt vời phải không ạ? Amen. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Now God wanted to do that this morning. I just need to let you know I've never done that before. Yeah. Thật sự Chúa muốn làm điều này cho chúng ta sẽ hôm nay trước tới giờ tôi chưa bao giờ được trông như vậy. But you know, as we continue into the end of the age. Nhưng mà các bạn biết không, khi chúng ta đang càng ngày càng tiến gần đến sự cuối rốt. Our Father is increasing in His desire and His heart with us in that sense. Cha của chúng ta càng ngày càng gia tăng, càng dấy lên hơn nữa ở trong mỗi chúng ta cái sự khao khát, cái sự nóng cháy để nhìn thấy được về Ngài. Increase upon increase. Đó, chúng ta mỗi ngày càng gia tăng lên nữa. Hallelujah. And He wants you to know. Và Ngài muốn các bạn biết rằng. Doesn't matter what happens. Bất kể việc gì diễn ra. He's with you. Thì Ngài luôn ở cùng với các bạn. Hallelujah. 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 These are so important things for us. This is a very special time. Yeah. Đây là một điều rất quan trọng cho chúng ta. Đây là thời gian rất là đặc biệt cho chúng ta. Very special time. Và một thời gian rất đặc biệt cho chúng ta. Hallelujah. 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 Just let me share for just 5 minutes. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn 5 phút thôi. From the book of 1 Timothy. Trong sách Timothy nhé. Chapter. Chapter 6. Timothy nhóm đoạn 6. And just sharing these final words of this epistle of Paul. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những lời cuối cùng của sứ đồ Phao-lô. To Timothy. Những lời ông nói với Timothy. And there are three elements here. I just want to very quickly bring a final encouragement for you. Và có ba điều ở đây mà tôi thật sự muốn đem đến để mà khích lệ cho các bạn. O Timothy, verse 20. Từ câu 20 ạ. O Timothy. Hỡi Timothy. That's you. Timothy là các bạn đó. Guard what has been committed to your trust. Hãy giữ lấy sự giao phó đã giao cho con. Guard it. Hãy giữ lấy, hãy bảo vệ nó. Put it in a safe place. Hãy đặt để nó trong một nơi an toàn. Don't let anybody steal it. Đừng để cho bất cứ ai cướp lấy hay là giành lấy nó mất. Don't let anybody corrupt it. Đừng để cho bất cứ ai làm hư hoại nó. Guard it with your life. Hãy giữ nó, hãy bảo vệ nó bằng cả mạng sống mình. Because God has entrusted to you secrets of heaven. Bởi vì Chúa Ngài đã tin cậy giao phó cho chúng ta những điều bí mật, những điều mầu nhiệm của thiên đàng. And God only shares these things with people He trusts. Và Ngài chỉ chia sẻ những điều này với những người mà Ngài tin cậy mà thôi. Amen. Are you okay? Mọi người đồng ý không ạ? And He has shared with you very precious things. Và Ngài đã chia sẻ với các bạn rất nhiều những điều quý giá. Because He trusts you. Đơn giản vì Ngài tin cậy các bạn. Not only to guard it in your own life. Rằng không chỉ các bạn sẽ gìn giữ nó trong cuộc đời của mình. But to share it with other people he can trust.
Nhưng mà để các bạn cũng chia sẻ nó ra với những người khác mà Ngài có thể tin cậy họ nữa. The truths of God are not just to be thrown into the world. Lời lễ thật, lời của Chúa không phải là tự động được quăng vào trong thế gian này đâu. They are to be shared from faithful people to faithful people. Nhưng mà nó sẽ được chia sẻ từ những con người trung tín này đến con người trung tín khác. People who will value the words of God. Là những người mà xem trọng quý giá lời của Đức Chúa Trời. They will treasure them. Họ sẽ giữ trọng xem nó là rất quý giá. David said like this. Họ sẽ nói như thế này. Your word, O God, I have hid in my heart. Chúa ơi, lời của Ngài ở đây, con ở trong lòng của con. I hid it in there. Con giấu kín nó ở trong lòng con. So it will minister to me. Để rồi lời đó sẽ dạy dỗ, sẽ dẫn con. And I will not violate your way. Để rồi con sẽ không phạm tội cùng Chúa. And so this is a beautiful understanding for us to have. Cho nên đây là một cái sự thông hiểu rất là quan trọng mà chúng ta cần phải biết. Keep it safe. Và nên hãy giữ điều này một cách an toàn nha. Guard it. Hãy bảo vệ nó. And only share it as God enables you and allows you to share. Và chỉ hãy chia sẻ nó ra theo như Chúa Ngài đã cho các bạn lời, làm ơn cho các bạn, cho phép của các bạn, hướng dẫn các bạn. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Then he said like this: avoid the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. Tiếp theo Phaolô lại nói: tránh những sự hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. And so I am just interpret this in this way. Tôi sẽ giải nghĩa cái câu kinh thánh này trong cái cách. There are many voices. Có rất nhiều những cái tiếng phán, có rất nhiều những. This world is a very noisy place. Thế gian này là một nơi rất là ồn ào. The devil is a very noisy devil. Ma quỷ nó cũng rất là ồn ào. He loves to promote his ideas. Nó lúc nào cũng muốn quảng bá những cái ý tưởng của nó ra. They are not ideas, of course. They are stupid. Và tất nhiên những cái ý tưởng đó thật ra không nên gọi là ý tưởng đâu. Nó chỉ là những cái suy nghĩ rồ dại thôi. But many people believe the devil because they don't believe God. Nhưng mà nhiều người họ tin vào ma quỷ bởi vì họ không tin vào Đức Chúa Trời. They don't have a choice. Họ không còn sự lựa chọn nào khác. But we have a choice. Nhưng chúng ta có sự lựa chọn. Hallelujah. Hallelujah. And so we need to put our attention in the words of God. Và nên chúng ta còn phải đặt sự tập chú của chúng ta vào lời của Đức Chúa Trời. The mediums of noise today are far greater than ever. Và chúng ta biết cái mức độ lộn lạo, ồn ào ở ngoài thế gian kia càng ngày càng bây giờ thuộc gọi là nhiều nhất hồi trước tới giờ chưa bao giờ trải qua. Mediums of communication are greater than ever. Cái những cái phương thức, những cái sự giao tiếp truyền thông ở bên ngoài kia hả, càng ngày càng dễ dàng hơn bất cứ khi nào. Therefore, the opportunity for distraction is greater than ever. Đó là nguyên nhân tại sao những cái cơ hội để mà khiến cho chúng ta cảm thấy bị sao lãng, bị phân tán tư tưởng đó càng dễ dãi diễn ra hơn nữa. Paul said, "Don't get involved in these idle babblings of the world." Phaolô nói rằng hãy tránh đừng có liên quan, đừng có dây dưa vào những cái lời nói phàm tục hư không đó. He said to seek the things that are above. Hallelujah. Nhưng mà Phaolô nói rằng chúng ta hãy tìm kiếm các sự ở trên trời. He said heaven and earth will pass away. Và Phaolô nói rằng trời đất sẽ qua đi. But my words will never pass away. Những lời của ta sẽ chẳng còn tồn tại mãi mãi. The babblings of men will come and they will go. Những cái lời phàm tục, những cái lời nói của con người đến rồi đi thôi. But the word of God. Những lời của Đức Chúa Trời. Our word. Là lời mà qua môi miệng của chúng ta. Will endure forever. Sẽ còn tồn tại mãi mãi. Therefore, we must set our minds on things that are above. Và nên chúng ta phải để tâm trí của mình hướng về những sự ở trên trời. And determine that we are not going to be involved in the babblings of the world. Và phải xác định trong lòng rằng mình sẽ không có liên quan, mình sẽ không dây dưa đến những cái lời nói phàm tục, những cái tri thức của thế gian. Amen. Amen. And finally, I love this word. Và cuối cùng tôi rất là thích những lời này. The final line of this passage, verse 21. Grace be with you. Amen. Nguyện xin ân điển ở cùng anh em. Amen. Grace be with you. Amen. Nguyện xin ân điển ở cùng các anh em. What is this grace? Ân điển này là gì? It's the presence of God in your life. Đó chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời các bạn. Bao phủ cuộc đời các bạn. Around your life. Bao bọc xung quanh các bạn.
It's His hand on your life every moment of every day. và cánh tay quyền năng của Ngài luôn ở trong cuộc đời của các bạn mỗi một giây phút mỗi một ngày. His words, lời của Ngài. His inspiration, sự cảm thúc của Ngài, sự soi sáng của Ngài, quyền phép của Hallelujah. Ngài. Hallelujah. Is God with you. Chúa Ngài ở cùng với các bạn. Hallelujah. The grace of God is like a covering over your life. Ân điển của Chúa giống như là một sự che phủ bao trọn cả cuộc đời bạn. He said, "My grace is sufficient for you." Chúa nói rằng ân điển của Ta đã đủ cho ngươi rồi. You don't have to look here or there. Chúng ta không cần đi tìm chỗ này tìm chỗ kia. Just trust me. Hãy chỉ cần tin cậy nơi Ta mà thôi. The grace of God. Ân điển của Đức Chúa Trời. This is for us. Là điều dành cho chúng ta. Ân điển của Chúa là dành cho chúng ta. Thế gian không có ân điển đó, nhưng chúng ta có ân điển của Chúa. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và Ngài ở cùng với chúng ta. Và ân điển của Đức Chúa Trời là đủ cho chúng ta. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Hallelujah. Chúa chúc phước cho các bạn. Cảm ơn Chúa.